Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người từ một chương trình iGov nhận 10 token BTT. Trước khi vào chương trình iGov, mình sẽ cập nhật lại một cái dự án. Trước khi vào ngày 16 tháng 10 năm 2020, mình có hướng dẫn cho tất cả các bạn nhận chương trình iGov là nhận 3.200 token Ecoin Free, nhận token ERT khoảng 120 đô các bạn. Chương trình iGov này hiện tại đang phân phối các bạn. Những bạn nào đã về dí thì về dí chút wallet của mình thì thôi nha các bạn. Còn những bạn nào mà ví dụ nó chưa có mã quá thì xong thì các bạn làm theo dẫn của mình coi có nhận hay không bạn. Còn những bạn nào mà chưa nhận nữa thì chỉ biết là chờ nó đang phân phối nha các bạn. Rồi các bạn click chiếc phần link mô tả của mình hoặc là join vào kênh channel Telegram của mình, các bạn copy con chắc này nè các bạn. Rồi các bạn copy vào. Rồi các bạn sẽ mở dưới chút wallet của mình nha các bạn. Đôi lúc những cái token này con chắc nó không có mã quá trên chocolate các bạn, nên các bạn cập nhật vào thì các bạn sẽ gặp, các bạn bắt con chắc nó vào đây nè các bạn. Rồi các bạn sẽ thấy là Ecoin Free, rồi bạn mở ra các bạn, rồi các bạn mới đáp lại, các bạn sẽ thấy các bạn sẽ nhận được token thôi các bạn. Còn những bạn nào chưa về á thì tiếp tục đợi các bạn, hoặc là còn những bạn nào chưa về thì cố gắng chờ các bạn. Rồi để tham gia giải hôm nay các bạn click chiếc phần link mô tả của mình, mở cái Telegram ra các bạn. Chết. Khi tham gia chương trình iGov này thì bạn chương trình iGov này thì các bạn sẽ nhận được 10 token BTT cho các bạn. Hiện tại nó có là 500.000 token BTT này, nó TBT. Và nó sẽ tổng cung và giá trị phần thưởng là 600.000 USD cho tất cả các bạn trên cộng đồng các bạn. Một tôi còn đã list sẵn chất web các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn list chiếc phần link mô tả, mở cái Telegram ra, bấm start chatbot các bạn. Mình thấy giá là khá là cao đó các bạn. Rồi để mình check giá bao nhiêu các bạn. TBT. Rồi 10 token TBT này bằng khoảng 338 swap ra 338 token TRX các bạn. Giá khá là cao luôn. Cứ khoảng 10 đô ạ. 9 đô ạ. Hiện tại các bạn vẫn cấp trang các bạn. Hiện tại tôi cần ăn có tiền thì mua lưu trữ nha các bạn. Hết T9. Rồi các bạn lướt cấp trang đó các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cũng như thường lệ là join 3 kênh, kênh group trailer, 2 kênh trailer nữa nè các bạn. Rồi các bạn join vào một kênh nè, rồi các bạn mới đáp lại giờ các bạn. Các bạn join tiếp 2 kênh tiếp nè. Rồi các bạn join vào 3 kênh, các bạn bấm nhanh next step nha các bạn. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube của nó để nhận được 2 token TBT nha các bạn. Gọi là Rinbin Bờ UGL. Rồi các bạn bấm nhầm một đăng ký nha các bạn. Rồi các bạn trở về một cái kênh YouTube của mình đi các bạn. Yeah. Rồi các bạn nhấp vào trên trang cá nhân của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào kênh của bạn nè. Rồi các bạn nhấp vào mục chia sẻ nè, cho bây giờ trên đầu bằng mục chia sẻ các bạn. Rồi các bạn sao chép cái đường link UGL là YouTube của bạn các bạn. Vì mà lấy cái kênh YouTube khác. Rồi nha các bạn copy đường link UGL profile YouTube hồi nãy các bạn copy các bạn gửi lên cho bot nha tất cả các bạn. Vì cái đường link UGL kia mình đã chỉnh sửa nên nó không chấp nhận nha các bạn. Rồi các bạn tiếp tục là follow và request cho bên bot gửi lại username các bạn. Các bạn nhấp vào setin các bạn. Và những bài tài quyết này nó các bạn mà được nhiều reply nó sẽ cộng cái token TBT này cho các bạn nha các bạn. Top 10 được nhận top 10 nha các bạn. Rồi. Các bạn chịu. Rồi các bạn like, các bạn bấm đáp lên nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một review bot nha các bạn. Đặng mình nhấp vào đây nha các bạn.
mình làm chính xác nó, tôi cần nó mới về các bạn. Rồi các bạn bấm vào một like nè, rồi các bạn bấm tweet, bấm vào một tweet trên nữa các bạn. Rồi các bạn tweet nó này các bạn, rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn cũng mở cái trang trader của mình ra, các bạn ghi vào này, follow server rồi tới bot này. Rồi các bạn ghi lại username trang trader của mình các bạn, account MMO nữa. Nhập anh. Đôi lúc mình làm không chính xác nó không trả tôi cần các bạn ơi. Rồi các bạn ơi. Rồi các bạn tiếp tục là các bạn follow Facebook, gỡ là cái đường link vào profile Facebook nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào Facebook nha các bạn. Facebook thì các bạn bấm nút thích nè các bạn, nút like nè. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Mình làm từ từ nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nè. Và các bạn chờ load dự án chút xíu các bạn. All right. Lòng chinh. Rồi các bạn cũng like nó một hai bài nữa các bạn. Thôi các bạn, nó kêu follow không bạn khỏi chia sẻ không được các bạn. Rồi các bạn bắt up lại các bạn. Rồi nhớ vào trang cá nhân của mình chỗ này nè. Để mình nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào copy cái đường link URL của mình nha tất cả các bạn. Rồi sau khi các bạn copy cái link profile Facebook của mình, các bạn dán vào đây nha các bạn. Chết. Rồi các bạn gửi cái đường link profile. Rồi các bạn chờ nó load giá chút xíu các bạn. Rồi các bạn bấm vào I am Complex nè. Rồi coi nó làm gì không. Rồi các bạn bấm vào một bước trao nha các bạn. Ê, bấm vào Balance để các bạn nhận token được bao nhiêu token các bạn. Rồi mình đã nhận được 10 token BTT nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào liên ghép link nữa các bạn. Các bạn lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè, mà không được ghép các bạn sẽ nhận được 4 token TBT nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một quick draw. Rồi các bạn bắt được chữ với từ xe mua với cho liền nha các bạn. Con này sau khi nó chương trình bán hàng chương trình bán hàng phi sale của nó kết thúc, nó sẽ trả phân phối token cho tất cả các bạn nha các bạn. Nó phân phối vào 2020 nữa các bạn. Chắc có khoảng tháng 12 nha các bạn ơi. Rồi các bạn bắt vào địa chỉ TC20 nha các bạn. Rồi các bạn gỡ các bạn. Rồi để coi ngày mấy ta. Rồi chương trình AirDrop này nó nói nó sẽ phân phối vào trước ngày 28 tháng 12 năm 2020. Nó phân phối cho tất cả các bạn nha các bạn. Đây thì swap con chắc của nó nè các bạn. Con chắc của nó nè các bạn. Những bạn nào mà muốn tìm token TBT TBT không gặp thì copy con chắc này mà bắt vào cái địa chỉ với chain link của mình nha tất cả các bạn. Vậy video của mình đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.